Trong video này, mình sẽ chỉ ra giúp các bạn với những nhu cầu của mình thì các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào, Samsung Galaxy S6 hay Apple iPhone 6. Các bạn đang xem video từ Mango TV. Quay trở lại với hai sản phẩm của chúng ta, yếu tố đầu tiên chúng ta đem ra so sánh đó là thương hiệu. Ở tiêu chí này thì cá nhân mình đánh giá là hai sản phẩm này ngang bằng nhau. Tại Việt Nam thì Apple và Samsung vẫn đang là hai thương hiệu smartphone lớn nhất. Cả hai đều là những sản phẩm xách tay, nhưng rất may mắn là đều không có vết tích gì của nhà mạng nước ngoài cả. Trên iPhone 6 chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ dòng chữ nào chứng tỏ rằng nó là máy lốc. Đó cũng là đặc trưng của iPhone, dù là lốc hay là quốc tế đều có ngoại hình giống nhau hoàn toàn. So với những chiếc iPhone 6, vì là phiên bản quốc tế G920F nên chúng ta sẽ có một chiếc máy không có chút vết tích nào của các nhà mạng nước ngoài. Về cấu hình phần cứng phần mềm thì sao? Đầu tiên là phần mềm. Hai sản phẩm này là hai đại diện của hai hệ điều hành lớn nhất hệ mặt trời iOS và Android. iOS 8.3 với độ mượt mà không cần phải bàn cãi, 1GB RAM là một con số khủng bố. 1GB RAM là đủ để chiếc iPhone 6 chạy mượt mà tất cả những game ứng dụng nặng nhất trên App Store. Hiện tại với Samsung Galaxy S6, chúng ta được trang bị lên tới 3GB RAM cùng với CPU 64-bit Exynos. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề mà chúng ta cần quá quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết thiết bị chạy nhanh, mượt và chạy hệ điều hành mà mình ưa thích. Và dĩ nhiên là chiếc Samsung Galaxy S6 làm tốt điều đó. Các tác vụ ở trên chiếc S6 chạy nhanh, mượt và không hề có hiện tượng lag hay giật xảy ra. Hệ điều hành Android cùng với giao diện đặc trưng của S6 giờ đây rất mượt và đẹp, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với những chiếc iPhone về mặt phần mềm cũng như là giao diện người dùng. Vậy đâu sẽ là điều quyết định chúng ta nên mua sản phẩm nào khi mà hai sản phẩm đều là hai đỉnh cao công nghệ điện thoại thông minh hiện nay? Câu trả lời là trải nghiệm sử dụng. Chúng ta sẽ cùng trả lời một vài câu hỏi về trải nghiệm sử dụng cũng như là nhu cầu sử dụng. Xét trên nhu cầu sử dụng, nếu các bạn chỉ có nhu cầu nghe gọi nhắn tin đơn thuần thì các bạn có thể lựa chọn siêu phẩm Nokia 1280 pin 1 tuần nghe gọi nhắn tin thoải mái. Nếu các bạn có thêm nhu cầu khác như là nghe nhạc, xem phim, chơi game, chụp ảnh hay một vài tác vụ như là đọc sách, các bạn có thể thích máy nào thì chọn máy đó. Bởi cấu hình phần cứng cũng như phần mềm đều rất mượt mà, màn hình sắc nét, loa trong và camera xuất sắc, không có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn, nên các bạn thích máy gì, mua máy đó. Điều làm nên sự khác biệt giữa hai sản phẩm này, đó là yếu tố thứ ba này. Nếu các bạn có nhu cầu đo nhịp tim hay theo dõi sức khỏe, mình khuyên dùng Samsung Galaxy S6. Với cảm biến đo nhịp tim ở ngay phía sau máy, các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe thường xuyên hơn, chính xác hơn qua S-Health. Dĩ nhiên là iPhone cũng có những tính năng tương tự. Tuy nhiên thì nếu muốn đo nhịp tim, các bạn cần phải mua thêm một chiếc Apple Watch nữa. Và thêm nữa là Samsung Galaxy S6 còn hỗ trợ kết nối OTG, giúp chúng ta copy dữ liệu từ USB trực tiếp vào chiếc điện thoại của mình. S6 có bộ nhớ trong 32GB, nên các bạn có thể thoải mái lưu trữ những dữ liệu khá lớn trong trường hợp cần gấp. Việc copy dữ liệu cũng đơn giản hơn rất nhiều so với iPhone 6. Các bạn hãy chia sẻ quan điểm của mình nên lựa chọn iPhone 6 lốc hay Samsung Galaxy S6 quốc tế. Và đừng quên để lại bất kỳ thắc mắc nào và chúng mình sẽ cùng giải đáp trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào!